Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Quý 2 của chúng ta đã kết thúc vào ngày hôm qua và hôm nay đã bắt đầu bước vào quý 3. Và tình hình kinh tế xã hội của chúng ta sau khi Covid xảy ra cái đợt bùng phát tiếp theo này, nó đã tác động rất lớn. Và nhiều người quan tâm đặt câu hỏi rằng vậy liệu kinh tế xã hội của chúng ta có tốt không, có ổn hay không, các cái số liệu nó ra sao, và đặc biệt nó tác động đến việc làm ăn kinh doanh của mọi người cũng như là cái việc đầu tư cổ phiếu ra sao. Thì hôm nay đại diện cho AZFIN Việt Nam thì tôi sẽ trao đổi đến quý vị toàn cảnh về kinh tế xã hội Việt Nam 6 tháng năm 2021. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng qua tổng quan qua một số cái chỉ tiêu vĩ mô quan trọng. Thì trong đầu tư chứng khoán có 3 nhóm chỉ tiêu quan trọng nhất. Đầu tiên là GDP, thứ hai là CPI và hoặc là lạm phát đấy. Và thứ ba là tỷ giá. Thì đầu tiên là về tăng trưởng GDP thì như biểu đồ trên đây, chúng ta có thể nhìn thấy rằng tăng trưởng GDP của chúng ta rất là thấp trong cái năm 2020, đúng không ạ? Do đại dịch Covid, trong đây là 6 tháng nhé, rất thấp, 6 tháng 2021 tăng có 1,81% mà thôi. Thì 6 tháng 2020 tăng rất thấp, thì 6 tháng 2021 đã trở lại với mức 5,64%, cho dù ở cái tháng 6 vừa rồi thành phố Hồ Chí Minh cũng như là rất nhiều các cái tỉnh miền Nam, ở miền Bắc thì có Bắc Giang, Bắc Ninh bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái đợt Covid mạnh chưa từng có này. Tuy vậy thì vẫn đạt được cái kết quả tăng trưởng tương đối tốt 5,64%, cho dù nó chưa được đạt như cái kỳ vọng trước đó của chúng ta. Thì nguyên nhân như chúng ta đã biết là do Covid-19 diễn ra rất phức tạp. Đó, chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng mức này là một mức khá tốt với cái tình hình kinh tế hiện nay. Tiếp theo, về cái diễn biến CPI qua các tháng, tức là lạm phát ấy, CPI nó là cái lõi của lạm phát ấy, thì nó tăng, tháng 6 là tăng 0,19%. Đúng không ạ? Đây, nó đạt mức tăng cao vào cái tháng 2. Tuy vậy thì nó giảm âm vào cái tháng 3, tháng 4 thì vẫn âm, tháng 5 thì 0,16, tháng 6 thì là 0,19. Về cơ bản, cái CPI của Việt Nam trong 6 tháng qua vẫn kiểm soát rất tốt. Vì sao lại kiểm soát tốt như vậy? Nhiều người cho rằng ô, trên thế giới họ cung tiền rất lớn, rồi là nhất nhiều thứ hàng hóa nó tăng lên, nhưng mà tại sao lạm phát lại thấp thế? Thì trong cái rổ tính lạm phát ấy, thì nó chiếm một tỷ trọng rất lớn liên quan các cái hàng hóa tiêu dùng nhu yếu phẩm hàng ngày. Thì những cái đó thì thực sự là không tăng quá nhiều, thậm chí còn có một số mặt hàng là giảm khá khá. Còn chúng ta thấy rõ nhất cái việc tăng đó là liên quan đến bất động sản này, vật liệu xây dựng này, và một số cái nguyên vật liệu cơ bản cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì tóm qua về GDP tăng trưởng là tương đối tốt. Thứ hai là CPI thì vẫn duy trì ở mức tốt, tức là mức gọi là kiểm soát được. Và chính vì cái việc duy trì CPI ở cái mức kiểm soát được này, cho nên trong cuối tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ cũng đã đồng ý là nới room tín dụng cho một số ngân hàng. Họ đi từng bước, dò đường từng bước để đảm bảo rằng cái sự ổn định của xã hội, ổn định của kinh tế tốt. Thì cái ổn định dựa vào đâu? Đó chính là cái CPI. Tiếp theo, đó là cái tỷ giá và lãi suất của Việt Nam thì như thế nào? Đúng không? Thì CPI thì nó liên quan đến lãi suất liên quan đến CPI. Đó. Thì lãi suất ở Việt Nam đây, chúng ta có thể thấy lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp đây, nó rất thấp, vẫn duy trì ổn định ở mức rất thấp. Nếu quý vị và các bạn nhìn vào cái lãi suất ở ngân hàng thì cũng vậy thôi. Nó cũng đang duy trì ở mức gọi là rất thấp. Rất thấp. Kể cả ở mức lãi suất ngân hàng quý vị gửi. Thì cái điều này nó góp phần ổn định cho cái nền kinh tế rất tốt. Tiếp theo về tỷ giá. Thì tỷ giá ở biểu đồ này thì tôi mới mượn được cái biểu đồ. Nó tới ngày 21 tháng 4 thôi. Thì là tỷ giá nó xoay quanh mức khoảng 23.150 đồng. Thì đến tháng 6, cuối tháng 6 năm 2021 thì tỷ giá vẫn quanh ở mức này. Nó cho thấy một sự ổn định đáng kinh ngạc của đồng Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Nguyên nhân vì sao lại thế?
thì lát nữa chúng ta sẽ đi đến các cái phần liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài của chúng ta nó mạnh như thế nào, kiều hối về nước vẫn tốt như thế nào. Trong khi chính dịch Covid này nó lại ngăn cản cái việc tiền đô chảy ra khỏi Việt Nam nhiều hơn. Vì sao lại vậy? Một trong những cái cấu phần mà tiền đô ra khỏi Việt Nam khá nhiều đó là liên quan đến chi cho du học, chi cho khám chữa bệnh ở nước ngoài. Nhưng với tình hình Covid này thì cái chuyện này về cơ bản nó tạm bị nắng xuống. Thế thành ra cái đô la, dự trữ đô la ở Việt Nam rất lớn, lên đến hơn 100 tỷ đô. Thì cái điều này nó lớn như thế nào thì chúng ta có thể so thì nó hơi khập khiễng, nhưng mà tôi sẽ minh họa cho quý vị cái thời kỳ đồng Việt Nam bị mất giá rất nặng 2011, 12 vân vân. Đó là đầu tiên là do lạm phát cao, thứ hai là dự trữ ngoại hối của chúng ta có lúc xuống chỉ còn 6 đến 7 tỷ đô, trong khi bây giờ là hơn 100 tỷ đô. Và Việt Nam đã trở thành một trong mười mấy nước chủ nợ lớn nhất của Mỹ, tức là mua trái phiếu chính phủ Mỹ bằng đồng đô đấy ạ. Đó, đã trở thành một trong mười mấy nước đứng đầu là chủ nợ của nước Mỹ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn vào từng cấu phần một. Đầu tiên là tổng sản phẩm trong nước GDP như đã trao đổi vừa rồi. Thì tốc độ tăng trưởng GDP của riêng quý 2, quý 2 giai đoạn 2021 đạt 6,61%, một mức rất cao. Có thể nói rất cao trong cái bối cảnh Covid rất phức tạp như này. 2017 thì tăng 6,36, tức là cao hơn năm 2017 cơ. Nhưng mà thấp hơn một chút so với quý 2 2018 và quý 2 2019. Và dĩ nhiên cao hơn rất nhiều so với mức 0,39% của quý 2 năm 2020. Với cái tình hình Covid phức tạp như này mà đạt kết quả 6,61% thì chúng tôi đánh giá là rất tích cực. Nếu mà Covid trong cái tháng 6 vừa rồi mà không bị phong tỏa, đóng cửa rất nhiều các cái tỉnh thành thì có thể lên đến 7% cơ ạ. Tiếp theo về tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng như đã trao đổi ở trên thì chúng ta đạt 5,64%, nó thấp hơn một chút so với 2017 và thấp hơn 2018-2019 và cao hơn rất nhiều so với 2020, cho thấy có cái sự phục hồi rõ rệt và cái việc Covid trở lên bình thường hóa hơn so với năm 2020. Tiếp theo về cơ cấu của GDP 6 tháng đầu năm 2021, nguồn đây là chúng ta lấy từ Tổng cục Thống kê. Thì cơ cấu thì dịch vụ vẫn chiếm chủ yếu 41,13%. Tiếp theo là công nghiệp và xây dựng là 37,61%, nông lâm nghiệp thủy sản 12,15% và thuế sản phẩm và các cái trợ cấp sản phẩm thì nó là 9,11%. Như vậy cái cơ cấu nền kinh tế của chúng ta nó đang ngày càng hiện đại hóa hơn, với dịch vụ chiếm chủ đạo, tiếp đó đến công nghiệp và nông nghiệp thì đang giảm dần qua thời gian thì cho thấy một cái cơ cấu đang tốt dần lên và hiện đại hóa dần lên. Tiếp theo chỉ số sản xuất công nghiệp tức là lĩnh vực công nghiệp đấy, thì 6 tháng trong cái giai đoạn 2014 đến 2021 thì có thể thấy rằng nó đã trở lại cái mức cao như trong quá khứ, cao của quá khứ chứ không phải mức trung bình nữa, đúng không ạ? Trong ví dụ như là 6 tháng đầu năm 2014 có 5,8 thôi, thì những mức cao là 6 tháng 2015 đạt 9,6, 6 tháng 2018 đạt 9,28, 6 tháng 2019 đạt 9,13, thì 6 tháng 2021 đạt tới 8,91%, một mức rất cao. Nó đã trở lại rất mạnh mẽ từ cái mức đáy 2,71% của 6 tháng đầu năm 2020, cho thấy là cái lĩnh vực công nghiệp, sản xuất công nghiệp đã tăng trưởng và phát triển rất tốt. Thì từ đây thì chúng ta cũng có thể suy ra rằng đến nữa chúng ta sẽ xem cái tình hình xuất khẩu như thế nào nhé. Đấy, tiếp theo là sản xuất nông nghiệp. Thì sản xuất nông nghiệp thì đây quý vị có thể thấy sản lượng lúa đông xuân thì tăng 3,4%, đúng không ạ? Năng suất lúa đông xuân thì tăng 2,6 tạ trên ha, đúng không ạ? Vân vân. Thì ở đây chăn nuôi thì so với cùng thời điểm năm trước thì trâu giảm 3,1%, bò tăng 2,5%, lợn tăng 11,6%, gia cầm tăng 5,4%. Điều này nó cũng đã làm cho cái giá thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm hạ một chút so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự tăng trưởng này. Rất tốt đấy. Tiếp theo về sản lượng thủy sản trong 6 tháng đầu năm. Trong tháng 6 tháng đầu năm, quý vị có thể thấy đấy ạ. Tổng số là 4.096,3 nghìn tấn, tăng 2,8%. Đúng không ạ?
Rồi tiếp theo là nuôi trồng thì là 2.104,8 nghìn tấn, tăng 4,1%, và khai thác thì tăng 1,4%. Tức là cái thủy sản ấy thì chúng ta đến từ hai phần. Một phần là nuôi trồng, ví dụ như các cái doanh nghiệp như là Vĩnh Hoàn hay là Nam Việt hay vân vân chẳng hạn, Minh Phú, đó là nuôi. Còn cái việc khai thác từ biển, khai thác từ sông vân vân thì nó cũng đạt mức tăng trưởng nhưng nó không phải quá lớn. Thì cái sự chuyển dịch này là một sự chuyển dịch tất yếu ở trên thế giới, khi người ta chuyển dịch dần từ cái việc khai thác từ thiên nhiên sang cái việc nuôi trồng đó, thì cái này tăng trưởng thì nó cũng nhìn chung tăng trưởng 2,8%, nó cũng không cao, bởi vì cái lĩnh vực nông nghiệp của chúng ta bây giờ cũng đang giảm dần cái quy mô so với các lĩnh vực công nghiệp. Sản lượng khai thác gỗ 6 tháng đầu năm thì tăng tương đối mạnh, 5,7%, lên 7.945,6 nghìn mét khối. Đó là về tổng quan về sản xuất nông nghiệp. Tiếp theo về chỉ số sản xuất công nghiệp thì chi tiết hơn, một số sản phẩm công nghiệp tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2021. Đó là thép cán thì thực sự tăng rất mạnh, 61,6%. Cái này có sự đóng góp rất mạnh của nhà máy dung quất của Hòa Phát đi vào hoạt động. Rồi ô tô thì tăng 50%, có sự đóng góp rất mạnh của VinFast, của VinGroup. Tiếp theo linh kiện điện thoại tăng vẫn rất mạnh mẽ. Phần NPK tăng khá tốt do cái nhu cầu về việc trồng cây lương thực để đảm bảo an ninh lương thực trước cái Covid của các nước trên thế giới. Thế thành ra phần NPK của chúng ta tăng trưởng, có một năm tăng trưởng ấn tượng. Điện thoại di động thì cũng tăng trưởng 18,1%. Và sắt thép thô thì tăng trưởng 16,6%. Sữa bột tăng trưởng 15,9%. Xe máy tăng 11,5%. Giày, dép da tăng 11,4%. Sơn hóa học thì tăng 11%. Thức ăn gia súc tăng 10,8%. Vải dệt sợi tự nhiên tăng 10,3%. Và quần áo mặc thường thì tăng 10,1%. Một trong nguyên nhân nó tăng khá mạnh đó là do cái nền năm ngoái nó cũng tương đối thấp. Thứ hai nữa là năm nay thì họ đẩy mạnh phát triển rất là tốt, xây dựng phát triển rất là tốt, từ cái khởi đầu của cái đầu tư công nhà nước, từ đó lan tỏa sang các cái lĩnh vực khác. Và cái đặc biệt cái thành phần kinh tế tư nhân của chúng ta bây giờ rất hùng mạnh, có thể nói là những người dẫn dắt nền kinh tế này, chứ không còn là nhà nước hay là FDI nữa. Tiếp theo, một số sản phẩm công nghiệp tăng ít hoặc giảm trong 6 tháng thì nước máy thương phẩm thì tăng có 4,3%, thấp hơn so với các năm trước, nhưng mà chúng ta thấy nó vẫn có sự gia tăng do cái việc sản xuất được tăng mạnh. Rồi TV thì tăng rất thấp, đúng không ạ? Xăng dầu cũng tăng rất thấp. Than đá thì giảm 4,3%, bột ngọt thì giảm 5,4%, dầu mỏ thô thì giảm 7,3%, phân ure giảm 8,1%, đường kính giảm 8,4%, và khí đốt thiên nhiên giảm 12,5%. Đó là một số các cái sản phẩm công nghiệp tăng trưởng cao hoặc là giảm trong cái 6 tháng năm 2021. Tiếp theo về sản xuất, đây, toàn cảnh về sản xuất công nghiệp đây, tăng 8,91% đây. Thì có khai khoáng nhìn chung là giảm 6,61%. Khai khoáng thì như chúng ta vừa thấy đó là liên quan đến dầu mỏ, liên quan đến than đá, giảm. Tiếp theo là về chế biến chế tạo thì tăng 11,42%, cho thấy rất tốt. Chính cái chế biến chế tạo này nó là cái ngọn cờ thúc đẩy cái việc tăng trưởng công nghiệp là rất tốt. Nó cho thấy sự hiện đại hóa hơn của cái nền kinh tế. Tiếp theo về cái sản xuất phân phối phụ kiện, phân phối điện, sản lượng điện ấy, thì có một cái sự tăng trưởng rất mạnh, 8,16%. Nguyên nhân đến từ các cái nhà máy điện mặt trời của chúng ta hoàn thành sớm để hưởng cái giá ưu đãi của nhà nước. Và chính vì thế cho nên năm nay tăng trưởng rất tốt. Việt Nam những năm trước thì rất sợ thiếu điện, nhưng mà từ năm nay, ít nhất là năm nay và năm sau, sẽ có một cái hiện tượng mà chưa từng có trong mười mấy năm qua, đó là thừa điện, sản xuất tăng rất tốt. Rồi tiếp theo là cung cấp nước và quản lý xử lý nước thải, rác thải là tăng 6,75%. Đó, tiếp theo là tốc độ tăng giảm một số cái sản phẩm như chúng tôi đã có trình bày ở trên, được chưa ạ? Rồi tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 thì cũng cần đặc biệt chú ý quan tâm. Đó là doanh nghiệp thành lập mới thì lên đến hơn 67.081 doanh nghiệp.
Doanh nghiệp quay lại hoạt động là 26.142 doanh nghiệp. Doanh nghiệp giải thể là 9.942 doanh nghiệp. Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn là 35.607 doanh nghiệp. Như vậy, cái tạm ngừng và giải thể thì nó khoảng độ 45.600, gần 45.550 doanh nghiệp. Nhưng mà cái sản thành lập mới và quay lại hoạt động thì nó lại lên đến 100 gần 100 ngàn, lên đến 93-94 ngàn. Như vậy là cao gấp đôi so với cái số giải thể, thì cho thấy cái sự an tâm của người dân, an tâm của những cái chủ doanh nghiệp nó cao hơn, họ đang đi vào hoạt động nó mạnh mẽ hơn. Tiếp theo là về cái hoạt động đầu tư, cũng là một cái hoạt động đặc biệt chú ý, đáng chú ý đối với chúng ta. Bởi vì hoạt động đầu tư nó sẽ quyết định rằng tương lai kinh tế có tăng trưởng, có phát triển tốt hay không. Thì vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1.169.700.000 tỷ đồng, tức là tăng tới 7.2%, rất tốt. Thì tổng số thì nhà nước thì tăng 7.3%, tức là đạt 295.200.000 tỷ đồng. Thì ngoài nhà nước thì 660.100.000 tỷ đồng, tăng 7.4%. FDI thì tăng 6.7%, đạt 214.400.000 tỷ đồng, tức là nó khoảng độ 9,5 tỷ đô. Thì như vậy chúng ta có thể thấy, nhìn nhà nước thì 7,3 đúng không ạ, FDI 6,7, ngoài nhà nước thì 7,4, thì cho thấy cái khối tư nhân ấy họ tăng trưởng rất mạnh. Phải nói là khối tư nhân tăng trưởng rất mạnh, nó lên đến khoảng độ gần 8%. Họ đang là những người dẫn đầu trong cái việc thúc đẩy và phát triển nền kinh tế này. Và kinh tế tư nhân thực sự bây giờ là một cái điểm sáng rất lớn cho cái nền kinh tế của chúng ta. Mà trong đó đặc biệt là các cái doanh nghiệp cổ phần là những đầu tàu của cái khối doanh nghiệp tư nhân. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam từ mùng 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 6 năm 2021, tức là trong gần 6 tháng qua, thì tổng FDI đăng ký là 15,27 tỷ USD, giảm 2,6%. Tuy vậy thì tổng FDI thực hiện thì nó lại đạt 9,24 tỷ USD, tăng 6,8%. Thì vì sao lại có điều lệch như này? Thì quý vị hãy lưu ý rằng đăng ký thì thường đi trước, thực hiện thường đi sau. Thì năm ngoái 2020 và những năm trước đó thì FDI của chúng ta rất mạnh. Chính vì thế cho nên cái giải ngân bây giờ nó tăng trưởng này là cái kết quả của những cái việc thực hiện trước đó là chủ yếu. Tất nhiên là những cái đăng ký mới họ hoàn toàn họ có thể giải ngân sớm, nhưng mà chủ yếu là do trước đó. Thì hiện nay thì cái vốn đăng ký nó giảm một chút, thì chúng ta cũng cần phải theo dõi đặc biệt để xem nó có tiếp tục giảm hay không, hay tương lai nó sẽ quay lại tăng. Nếu mà nó giảm nhỏ thì tương lai vốn thực hiện FDI thì về cơ bản nó cũng sẽ không có sự biến động nhiều. Nhưng nếu nó giảm lớn thì trong tương lai chúng ta sẽ bị rút mất một cái nguồn lực khá lớn từ FDI. Thì với cái vốn đăng ký thì 804 dự án cấp mới, 9,55 tỷ đô, tăng 13,2%, và 460 dự án đăng ký điều chỉnh, tức là tăng 10,6%, tương ứng 4,12 tỷ đô. Và 1.855 lượt góp vốn mua cổ phần, tức là giảm 54,3%, tức là cái hoạt động góp vốn mua cổ phần nó giảm. Nhưng mà các cái hoạt động đầu tư trực tiếp vào các cái dự án mới hay là các cái doanh nghiệp FDI mở rộng quy mô thì nó lại tăng rất tốt. Đó, thì điều này nó là có một cái sự dịch chuyển nội bộ. Còn về bên thực hiện thì chế biến chế tạo thì chiếm tới 6,65 tỷ đô, tăng 72% tổng số thực hiện. Thì bất động sản là 1,28 tỷ đô, chiếm 13,8%, sản xuất phân phối điện là 7,5%, đạt 691,1 triệu đô, khác thì 624,9 triệu đô, chiếm 6,7%. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng FDI của chúng ta có một cái sự rất tích cực, đó là chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng rất lớn, bất động sản thì cũng không quá lớn, đúng không? Có 13,8%, còn sản xuất phân phối điện thì những năm gần đây thì chứng kiến một cái sự đầu tư mạnh mẽ của khối nhà đầu tư nước ngoài, họ đặc biệt quan tâm đến năng lượng tái tạo ở Việt Nam, đó là liên quan đến điện mặt trời,
điện gió. Và đặc biệt các nhà đầu tư rất tích cực trong cái lĩnh vực này đó là Thái Lan, Hồng Kông và một số các cái nước ở xung quanh chúng ta. Họ đến đầu tư rất mạnh, rất mạnh. Tiếp theo là tổng mức hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Thì tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng có tăng trưởng như sau. Bán lẻ hàng hóa thì tăng 6,2%, đạt 1.985,4 nghìn tỷ đồng, tức là tương đương với khoảng 80 tỷ đô đấy. Tiếp theo là lưu trú ăn uống thì giảm 2,7%, đạt 224 nghìn tỷ đồng. Điều này rõ ràng, chúng ta thấy rất rõ ràng, đúng không ạ? Bởi vì Covid đình trệ, thế thành ra cái việc là công tác rồi là ăn uống nó sẽ giảm. Tuy vậy cái giảm mạnh nhất là du lịch lữ hành giảm tới 51,8% so với năm trước. Có thể đấy giảm cực mạnh do ảnh hưởng của Covid. Điều này sẽ khiến cho các cái doanh nghiệp liên quan đến lữ hành và du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Tiếp theo dịch vụ khác thì tăng 4,4%, đạt 249,9 nghìn tỷ đồng. Đó. Tổng chung lại thì vẫn là tăng 4,9%, đạt 2.463,8 nghìn tỷ đồng. Tiếp theo về xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2021. Chúng ta thấy ở trên đó là sản xuất công nghiệp rồi là đầu tư FDI các thứ nó vẫn tiếp tục tốt. Chính vì thế cho nên xuất khẩu của chúng ta tăng rất mạnh, phải nói là một trong những nước ấn tượng nhất thế giới. Và đặc biệt là các cái đối thủ của chúng ta đang chống chịu với Covid rất mạnh mẽ, ví dụ như Ấn Độ và một số nước trong khu vực. Từ đó Việt Nam nổi lên là một cái đất nước thay thế. Ngay cả Trung Quốc cũng thế, nó chuyển dịch dần sang Việt Nam. Thì xuất khẩu đạt tới 157,63 tỷ USD, tăng 28,4%. Nhập khẩu thì đạt 159,1 tỷ USD, tăng 36,1%. Như vậy chúng ta có hiện tượng nhập siêu 1,47 tỷ USD. Nhưng mà như chúng tôi đánh giá thì nhập siêu này thì nó hoàn toàn để nó phục vụ liên quan đến việc sản xuất kinh doanh vân vân là chính. Thế thành ra là khi mà nó đi vào hoạt động hơn thì cái này nó sẽ cân bằng hơn. Và cái việc nhập siêu hơn 1 tỷ đô này nó tương đương với chỉ 0,5% tổng xuất nhập khẩu thì rất bình thường, không có vấn đề gì cả. Không có vấn đề gì cả. Khi mà FDI chúng ta thu được giải ngân những gần chục tỷ đô trong 6 tháng cơ mà. Đúng không ạ? Đó, thì đây là cái một cái việc chúng ta đặc biệt phải chú ý. Nó ảnh hưởng rất mạnh đến kinh tế Việt Nam cũng như ảnh hưởng rất mạnh đến cái vấn đề gọi là tỷ giá vân vân. Vì sao lại vậy? Bởi vì xuất nhập khẩu của chúng ta như thấy ở đây có thể nói là đạt 317 tỷ USD trong 6 tháng. Tức là nó tương đương với hơn 100% GDP của chúng ta, hơn 200% GDP của chúng ta. Đúng không ạ? GDP của chúng ta cả năm thì đạt khoảng độ hơn 300 tỷ đô thì xuất nhập khẩu cả năm thì phải hơn 600 tỷ đô. Tiếp theo về chỉ số giá thì tháng 6 2021 so với tháng trước thì là tăng rất nhỏ, 0,19%. Tháng 6 2021 thì so với tháng 6 2020 thì tăng 2,41%. Đó, tức là so với cùng kỳ nó tăng có 21,4% thôi. Tức là ở một cái mức rất là thấp đối với một nước đang phát triển như Việt Nam. Và bình quân 6 tháng năm 2021 so với 6 tháng năm 2020 này tăng 1,47%. Và chỉ số giá vàng bình quân 6 tháng so với cùng kỳ năm trước là tăng 18,06%. Chỉ số đô la Mỹ thì là tăng giảm, đô la lại giảm giá cơ ạ. Giảm giá là 0,85% so với cùng kỳ năm trước, 6 tháng so với cùng kỳ năm trước. Nó cho thấy cái tỷ giá của Việt Nam đang giữ rất tốt, rất thuận lợi cho cái việc phát triển kinh tế, rồi là rất thuận lợi cho cái việc là thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào. Khi ổn định thì họ mới đầu tư vào. Và khi đô la thậm chí còn mất giá một chút đây thì người dân sẽ không còn cái tâm lý gọi tích trữ đô la nữa. Mà họ sẽ đổi ra tiền Việt để họ gửi với cái lãi suất vừa cao hơn rất nhiều. Ví dụ lãi suất hơn 6%, còn nếu gửi đô chỉ được 0% mà thôi. Tiếp theo, về cái vận tải hành khách và hàng hóa thì có thể thấy về vận chuyển giảm, vận chuyển về hành khách thì giảm 0,7%. Luân chuyển khách thì giảm 5,7%. Thì về cái vận chuyển khách thì trong nước giảm 0,6% và ngoài nước giảm tới 96,5%. Ngoài nước thì giảm 96,5%. Còn luân chuyển thì trong nước vẫn tăng 5,6%, hoạt động cái phục vụ cái
kinh tế của đất nước, còn ngoài nước giảm tới 94,9%. Nó cho thấy cái Covid nó ngăn chặn, nó ngăn cản cái việc đi lại giữa các nước rất là lớn, và chính phủ Việt Nam cũng phải rất thận trọng với vấn đề này để tránh xảy ra cái trường hợp là mất kiểm soát về cái dịch bệnh Covid như Ấn Độ chẳng hạn, sẽ rất phức tạp. Với vận tải hàng hóa thì vận chuyển tăng 11,5%, đạt 903,5 triệu tấn. Đúng không? Trong đó trong nước thì tăng 12%, ngoài nước thì giảm 12,8%. Về luân chuyển cũng vậy, tăng 11,3%, thì trong nước tăng rất mạnh 27,7%, ngoài nước thì giảm 6%. Thì cho thấy cái sự phát triển kinh tế trong nước nó vẫn diễn ra rất là tốt đẹp. Đúng không ạ? Rồi khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021 này đạt rất thấp, có 88.246 lượt thôi, giảm tới 97,6%, tức là gần như là giảm toàn bộ. Thì trong đó hàng không thì giảm 98,2%, đường bộ giảm 94,2%, đường biển giảm tới 99,9%. Chúng ta có thể đấy kiểm soát Covid nó chặt chẽ như này, đúng không ạ? Nó ngăn cản người ta di chuyển như này, đúng không ạ? Đường biển có 216 người nhập cảnh vào rồi, khách quốc tế vào rồi. Thì rõ ràng cái lĩnh vực hàng không rồi các cái lĩnh vực du lịch mà xưa nay đón các khách nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ mạnh, cực kỳ mạnh luôn, đúng không ạ? Và cái khách đến Việt Nam thì vẫn chủ yếu là châu Á, sau đó châu Âu, rồi đến châu Mỹ, châu Úc và đến châu Phi. Tiếp theo là các cái vấn đề xã hội, một số cái vấn đề xã hội chúng ta cần phải quan tâm. Đó là lao động về việc làm nhỉ? Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm là 49,9 triệu người. Tỷ lệ việc làm của lao động trong độ tuổi là thiếu việc làm, tức là thất nghiệp đấy, là 2,58%. Tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,3%. Thu nhập bình quân tháng của người lao động làm công hưởng lương là 7 triệu đồng trên người trên tháng. Đó. Tiếp theo về vấn đề dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm thì sốt xuất huyết là có gần 30.000 trường hợp, đúng không ạ? Chân tay miệng 36.000 trường hợp, đúng không ạ? Ngộ độc thực phẩm thì ít hơn. Rồi tai nạn giao thông vẫn tăng, vân vân. Thì cái này thì không đáng quan tâm lắm, đúng không ạ? Nó vẫn tương đối ổn định. Tiếp theo là về cái thu chi ngân sách tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2021. Thì đây là một điều rất đáng quan tâm. Năm ngoái Việt Nam cũng như các nước trên toàn thế giới bị thất thu ngân sách rất nặng nề, trong khi chi ngân sách thì cực kỳ lớn. Do cái ảnh hưởng của Covid, thu thì đã không thu được như này, vẫn phải đầu tư công rất là mạnh để phát triển kinh tế, đúng không ạ? Thì thu ngân sách nhà nước thì đầu tiên là thu nội địa. Thu nội địa là 633,1 nghìn tỷ đồng. Thu cân đối ngân sách từ xuất nhập khẩu là 122,8 nghìn tỷ đồng. Rồi là thu từ dầu thô là 18,5 nghìn tỷ đồng, đúng không ạ? Tức là khoảng độ hơn 700 triệu đô đấy. Thu khác thì rất nhỏ, không đáng kể. Còn chi ngân sách thì chi thường xuyên là 501 nghìn tỷ đồng, đúng không ạ? Rồi là chi đầu tư phát triển là 133,9 nghìn tỷ đồng. Chi trả nợ lãi là 56,8 nghìn tỷ đồng và chi khác thiếu một chút. Đó, thì đây là cái cơ cấu thu chi. Về cơ bản, chúng ta có thể thấy thu vẫn đang lớn hơn chi ở trong cái 6 tháng này, trong cái chưa đến 5 tháng rưỡi đầu năm này. Tiếp theo là về đầu tư FDI ở Việt Nam thì bây giờ phân theo các cái quốc gia, lãnh thổ và dự án cấp mới trong 6 tháng trong năm 2021 thì nổi lên rất mạnh. Đó là Singapore, hơn 4 tỷ đô đầu tư ở Việt Nam rất mạnh trong 6 tháng này. Nhật Bản thì là 1,6 tỷ đô. Hồng Kông là 856 tỷ đô. Thì Hồng Kông chủ yếu liên quan đến bất động sản và năng lượng mặt trời. Rồi tiếp theo là Trung Quốc là 678 triệu đô. Hàn Quốc 573 triệu đô, Hoa Kỳ là 300 triệu đô. Quần đảo Virgin cũng lại được xếp hạng nữa. Và khác là có 565 triệu đô. Thì ở quần đảo này là rất nhiều, đây là một thiên đường thuế, thì cũng khá nhiều công ty họ đến đấy rồi họ mới đầu tư vào Việt Nam. Rồi tiếp theo các cái địa phương thu hút FDI lớn thì ở Long An dẫn đầu với 3 tỷ 3. Tiếp theo là Cần Thơ là 1 tỷ 3. Quảng Ninh là 615 triệu. Bắc Giang là 589 triệu. Bình Dương là 438 triệu. Đắk Lắk là
32 triệu, Bắc Ninh là 365 triệu, còn lại là các địa phương khác. Đó thì chúng ta có thể thấy Long An nổi lên rất là mạnh, bởi Long An có cái vị trí cũng rất thuận lợi cho cái việc giao thương, gần cảng biển vân vân, rất thuận lợi. Rồi tiếp theo Cần Thơ thì cũng đang nổi lên là một cái địa phương gọi là chưa được khai phá. Đó. Tiếp theo về cái hoạt động doanh nghiệp trong 6 tháng thì thành lập lớn mới như tôi đã cung cấp ở trên. Thì 6 tháng 2021 thành lập mới đã tăng khoảng độ 5.000 doanh nghiệp, tức là tăng khoảng độ hơn 8% so với cùng kỳ. Tạm ngưng thì cũng gia tăng, tăng 20% từ 29.000 lên 35.000. Quay lại hoạt động thì cũng lại tăng một ít. Rồi giải thể thì tăng khá mạnh. Nó cho thấy là Covid bắt đầu ngấm đòn. Và chúng tôi cho rằng cái giải thể này đến hết quý 3 và năm 2021 nó còn tăng nữa cơ. Bởi vì sau đợt 1 doanh nghiệp nào chống chọi được vẫn tốt, nhưng mà đến đợt 2, đợt 3, đợt 4, đợt đặc biệt cái đợt nặng này thì rất nhiều doanh nghiệp đã không chống chọi được và phải giải thể. Thì điều này là một tất yếu cho cái việc đào thải thông thường ở xã hội thôi. Tiếp theo, đây, khách quốc tế đến Việt Nam đây thì nó rất nhỏ thôi, chúng ta cũng không cần phải quan tâm lắm, đúng không ạ? Đó, chúng ta có thể nhìn thấy đây, 6 tháng 2020 còn đến 3 triệu ở đường không. Tức là trong cái quý 1 vẫn còn đến rất nhiều. Nhưng mà từ 6 tháng 2021, đây, chúng ta thấy gần như về không luôn. Đúng không ạ? Gần như về không luôn. Tiếp theo là về thị trường xuất nhập khẩu lớn trong 6 tháng 2021 thì Trung Quốc, thì chúng ta vẫn là một nước nhập siêu của Trung Quốc từ xưa đến nay và nhập siêu rất lớn. Xuất có 24,4 và nhập 53,4. Như vậy chúng ta nhập siêu từ 29 tỷ đô. Nhập siêu rất lớn. Còn Hoa Kỳ thì lại là nước những năm gần đây chúng ta xuất siêu rất lớn, đạt 44,9 tỷ xuất, trong khi nhập có 7,7 tỷ đô. Và chính vì những cái yếu tố liên quan đến dự trữ ngoại hối lớn quá này, mua đô la liên tục của chính phủ này, rồi là xuất nhập xuất khẩu dòng rất lớn này, thì Việt Nam đã mấy lần được nêu tên trong cái việc là có mối đe dọa vào các cái nước thao túng tỷ giá. Thao túng tỷ giá. Đó là do Việt Nam nhập siêu quá nhiều vào Mỹ. Thì một phần trong số đó là nó được chuyển dịch từ ngày trước là nhập siêu từ Trung Quốc, thì bây giờ chuyển sang Việt Nam. Đúng không ạ? Và chúng ta cũng đang phải tích cực nhập các cái hàng hóa của Mỹ. Ví dụ như nhập khí đốt, nhập vân vân, làm nhà máy điện, rồi nhập các cái sản phẩm về nông nghiệp để làm thức ăn chăn nuôi vân vân, rồi nhập khẩu các cái thực phẩm, hoa quả vân vân. Đúng không ạ? Rồi Hàn Quốc là nước đứng thứ 3 trong cái tổng kim ngạch, thì chúng ta cũng là nhập siêu từ Hàn Quốc. Vì sao lại nhập siêu từ Hàn Quốc? Bởi vì rất đơn giản là các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư FDI vào Việt Nam rất nhiều. Thế thành ra họ nhập hàng hóa từ nước họ rất nhiều và nhập rất nhiều. Thì đây cũng gần như là một con đường để họ chuyển tiền về nước họ. Rồi tiếp theo các nước ASEAN thì chúng ta cũng đang nhập siêu. EU thì chúng ta xuất siêu. Nhật Bản thì nó cũng khá cân bằng hơn, nhưng chúng ta cũng đang nhập siêu. Đúng không ạ? Về kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng đây chúng ta có thể nhìn thấy. Điện thoại và linh kiện tăng rất mạnh đây, đúng không ạ? Vẫn là chiếm số 1. Tiếp theo, điện tử và linh kiện thì cũng tăng trưởng rất mạnh, chiếm số 2. Dệt may của chúng ta đã có sự phục hồi rất mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm nay. Nó chứng kiến các doanh nghiệp dệt may trở lại rất tốt, ngay cả trên sàn chúng ta nhìn thấy. Đúng không ạ? Máy móc thiết bị thì tăng rất mạnh, 6-70%, giày dép tăng. Gỗ, sản phẩm gỗ tăng cực mạnh. Tăng tới hơn 60%. Đúng không ạ? Thủy sản thì tăng nhẹ. Sắt thép thì xuất khẩu của chúng ta cũng tăng rất mạnh từ khi là Hòa Phát xuất được cả phôi thép sang Trung Quốc, rồi xuất rất nhiều thép đi các nước. Rồi là sơ sợi dệt thì cũng tốt, vân vân. Đó. Rồi tiếp theo là kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng trong 6 tháng 2021 thì chúng ta cũng nhập khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất, đúng không ạ? Tăng rất mạnh. Đúng không ạ? Điện tử và linh kiện cũng nhập mạnh. Thì như thế này, đồng thời những cái gì nó liên quan đến xuất khẩu nhiều thì thường nó cũng nhập khẩu rất nhiều. Đó là nhập khẩu nguyên vật liệu, nhập khẩu phụ kiện để về lắp ráp rồi lại đi xuất khẩu. Đấy là một chuyện hết sức bình thường. Cái nào xuất khẩu nhiều nhất thì thường cái nhập khẩu nhiều nhất. Đúng không ạ? Đây, thì chúng ta thấy như vậy. Đúng không ạ? Tăng trưởng xuất khẩu năm nay rất tốt, nhưng mà nhập khẩu thậm chí nó tăng mạnh hơn. Chính vì thế cho nên chúng ta đang bị nhập siêu khoảng độ 1,49 tỷ đô. Đúng không ạ? Tiếp theo, về đánh giá chung về những cái thông số trên tôi đã cung cấp thì GDP thì thấp hơn kỳ vọng so với trước đó, bởi vì trước đó chúng ta cho rằng Covid có thể được kiểm soát sớm,
Nhưng mà Covid lại diễn ra rất phức tạp trên thế giới. Và thậm chí trong cái tháng 5, tháng 6 vừa rồi thì nó còn diễn ra gọi là cái làn sóng mạnh nhất từ xưa đến nay. Mỗi ngày cả vài trăm ca. Vài trăm ca. Thì chúng ta chuẩn bị tinh thần để sống chung với Covid rồi. Đó, thì GDP thấp hơn so với kỳ vọng. Nhưng với cái mức tăng trưởng hơn 5,6% như vậy, chúng tôi đánh giá vẫn là một mức rất tốt và là một điểm sáng trong cái bối cảnh như vậy. Thì đến nữa, nếu mà chúng ta khống chế được thì nó có thể tốt hơn. Lạm phát và lãi suất thì lại rất ổn định và duy trì ở mức thấp, hỗ trợ thúc đẩy cho việc đầu tư mở rộng, phát triển kinh tế tốt, phát triển tốt. Tỷ giá của Việt Nam thì phải nói là ổn định hơn bao giờ hết. Hơn bao giờ hết. Trong vài năm trở lại đây, tỷ giá Việt Nam quanh 23.000, cực kỳ ổn định. Điều này hỗ trợ rất nhiều cho các cái chính sách phát triển kinh tế của chính phủ, ổn định kinh tế. Tiếp theo, về dự báo tình hình kinh tế 6 tháng cuối năm và cả năm 2021, thì cái này thực sự dự báo được rất khó. Và việc dự báo chính xác được là một điều không tưởng. Thì nó phụ thuộc rất nhiều vào các cái biến, đặc biệt là vào cái khả năng khống chế dịch bệnh và tiêm vaccine của Việt Nam đến đâu. Nếu trong năm nay chúng ta gói gọn tiêm vaccine được một nửa dân số chẳng hạn, thì kỳ vọng năm sau sẽ có sự bùng nổ tốt. Và cái việc dịch bệnh hiện nay mà chúng ta vẫn kiểm soát tương đối tốt được, thì GDP vẫn có thể tăng trưởng và phát triển khá. Còn chính sách tiếp theo là chính sách điều hành kinh tế của nhà nước, thì chúng ta vẫn theo từ năm 2013-14 sau cái kinh nghiệm đổ vỡ từ việc cung tiền quá lớn vào năm 2009-10 khiến cho lạm phát phi mã, thì chính phủ Việt Nam, ngân hàng nhà nước cũng giống như các cái nước trên thế giới khác thay đổi cái chính sách điều hành kinh tế theo hướng ổn định chứ không phải theo hướng tăng trưởng làm mục tiêu. Thì vì ổn định là như nào? Tức là lấy lạm phát làm mục tiêu. Tức là lạm phát phải ổn định thì lúc ý cố gắng tăng trưởng tối đa. Còn ngày trước chúng ta điều hành kinh tế theo hướng lấy tăng trưởng làm mục tiêu. Tức là ví dụ muốn đạt 7% tăng trưởng kinh tế, lạm phát bao nhiêu không cần quan tâm, miễn là cung tiền này kia đủ cho việc tăng trưởng từng đó. Thì khi đó nếu chúng ta không khống chế được thì nó sẽ gây lên một sự bất ổn rất lớn cho nền kinh tế. Đó, thì đây là một cái điểm sáng mà quý vị có thể an tâm về cái việc chúng ta sẽ không có lạm phát phi mã đâu ạ. Và cái kết luận cho cái dự báo cho 6 tháng cuối năm 2021 đó là GDP có thể đạt từ khoảng độ 5,6% trở lên. Nếu mà chúng ta khống chế dịch tốt hơn nữa thì nó có hoàn toàn có thể đạt được khoảng 6%. Thì đây chúng tôi đánh giá là một mức khá tốt. Khá tốt. Tức là kinh tế chúng ta vẫn trong tiến trình mở rộng. Ok. Lạm phát và lãi suất thì chúng tôi cho rằng có thể tăng nhẹ nhưng mà sẽ không quá cao. Có thể tăng nhẹ 0,5% so với 2020 chứ không phải có thể tăng được cao được. Bởi vì điều chính phủ điều hành rất rẻ rặt và tỷ giá thì rất ổn định, bởi vì cái việc xuất nhập khẩu của chúng ta vẫn diễn ra rất tốt, FDI vẫn rất tốt. Chính vì thế cho nên cái tỷ giá sẽ ổn định. Đó, còn cái câu chuyện điều hành chính sách kinh tế theo cái mục tiêu ổn định ấy, theo lạm phát mục tiêu ấy, thì rất rõ ràng chúng ta thấy rằng chính phủ mình đã rất làm điều đó rất tốt. Ví dụ như là cái tăng trưởng tín dụng cho các cái ngân hàng ấy, thì đầu năm khoán một mức khá là thấp. Rồi khi cái tháng 6 vừa qua thì ra cái kết quả báo cáo CPI cũng như lạm phát là tương đối thấp, thì lúc đó chính phủ mới dần dần mở zoom dần cho một số các cái ngân hàng đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về chất lượng tài sản vân vân tốt. Thì điều này cho thấy cái việc điều hành kinh tế của chính phủ rất thận trọng, quyết liệt nhưng mà thận trọng. Thì trên đây là những cái đánh giá của tôi về cái tình hình kinh tế vĩ mô. Vậy thì với thị trường chứng khoán thì cái tình hình kinh tế vĩ mô như vậy, các cái thông số như vậy, dự báo như vậy, thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ ra sao? Thì tôi cho rằng thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng tốt, nhưng chắc chắn nó sẽ không còn mạnh mẽ như đầu năm nữa. Thì trong 6 tháng qua, VN Index của chúng ta tăng tới gần 30%. Đúng không ạ? Đó. Chúng tôi vẫn tiếp tục cho rằng VN Index vẫn sẽ thiên về cái hướng tăng trưởng, nhưng nó sẽ không quá mạnh. Cơ sở là gì?
Kết quả kinh doanh tăng tốt, chúng tôi kỳ vọng tăng 45-55%. Như vậy, nếu mà VN Index mà tăng đâu đó hiện nay khoảng 28-29%, thì nếu mà với cái PE duy trì như cuối năm trước cộng thêm với việc phát hành vốn tăng thêm, thì chúng tôi cho rằng VN Index mà tăng khoảng độ 35% so với năm 2020 cũng là một điều hết sức bình thường, bởi vì kết quả kinh doanh tăng 45-55% cơ mà, đúng không ạ? Thì cái VN Index tăng khoảng 35-40% là một điều hết sức bình thường, chứ nó cũng không phải là cái điều gì đó đáng ngạc nhiên. Và cổ phiếu sẽ phân hóa rất mạnh, tốt xấu như thế nào, tốt xấu như thế nào, thì không còn cái chuyện ào ào tăng nữa. Thì hiện nay chúng ta chứng kiến các ngân hàng thế thôi ạ. Các ngân hàng nếu như đợt trước, trong vài tháng trước thì nó ào ào ngân hàng nào cũng tăng, nhưng mà dần dần thì chỉ có những cái ngân hàng mà có cái cơ bản tốt, có cái tỷ lệ nợ xấu khống chế thấp và hiệu quả kinh doanh cao thì lúc ý mới có cái sự tăng trưởng giá mạnh mẽ. Còn lại các cái ngân hàng kém xấu lợi dụng thị trường lên để đẩy lên thì chúng tôi cho rằng sẽ đi ngược chiều so với những cái ngân hàng tốt. Bên cạnh đó thì các cái ngành chúng ta có thể chú ý đến cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, đó là ngành ngân hàng vẫn là một ngành đáng chú ý, bởi vì kinh tế cứ thúc đẩy tăng trưởng phát triển tốt thì ngân hàng sẽ là một ngành được hưởng lợi trực tiếp. Tiếp theo là lĩnh vực bán lẻ. Khi mà chúng ta mà dần dần khống chế được Covid được thì cái ngành bán lẻ sẽ dần dần trở lại rất tốt. Và đặc biệt bán lẻ sẽ trở lại rất tốt theo chúng tôi là sau khi tiêm vaccine tốt. Nếu tiêm vaccine năm nay ok thì 2022 sẽ là nơi bùng nổ của ngành bán lẻ. Và tiếp theo là lĩnh vực bất động sản vẫn sẽ tích cực. Trên đây là những cái trao đổi của tôi về cái tình hình kinh tế xã hội cũng như cái dự báo cho cuối năm và cuối cùng là cái tác động đến với cái thị trường chứng khoán, đến với các ngành, các lĩnh vực và chỉ số nói chung. Thì xin cảm ơn quý vị. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp một số cái trao đổi của quý vị. Thì quý vị có cần trao đổi gì thì Phục sẽ cùng trao đổi với quý vị. Vâng, xin mời các anh chị ạ. Vâng, thì Phục sẽ giải đáp một chút ạ. Ok. Wow. Vâng, chị Nguyễn Thị Thu Phương có cho rằng là index cuối năm 1800 thì bây giờ 1400 mà tăng lên 1800 thì nó cũng kinh đấy ạ. Đúng không ạ? Vâng, điều đó là có thể nhưng mà nó khá là khó đấy, chứ nó không đơn giản đâu ạ. Vâng, ok ạ. Vâng. Vâng, chào các anh chị. Vâng, các anh chị có cần hỗ trợ trao đổi về những cái thông số hay đánh giá về cái kinh tế vĩ mô, về các cái chỉ số nào vân vân không thì mời các anh chị. Thì Phục sẽ hỗ trợ các anh chị để trao đổi về cái vấn đề này. Vâng, có anh hỏi rằng là với cái việc cung tiền, với việc ở Mỹ lãi suất bắt đầu tăng này kia tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam? Thì về cơ bản cái cung tiền ở Mỹ chúng ta có thể thấy nó rất lớn. Liên tục có các gói QE được tung ra, tức là các gói gọi là nới lỏng định lượng, nới lỏng đấy, tung tiền ra. Thì cái việc Mỹ tăng lạm phát một chút là một điều hết sức bình thường. Đó là ở nước Mỹ. Và cái việc tăng này ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán Việt Nam? Thì Phục cho rằng cái việc ảnh hưởng có, nhưng nó không đáng kể. Nó ảnh hưởng về mặt tâm lý một chút thôi. Còn ông Mỹ cung tiền là việc của Mỹ, ông Việt Nam là của Việt Nam, thì nó không ảnh hưởng lớn. Bên cạnh đó thì cái cung tiền của Mỹ nhiều, nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái tỷ giá Việt Nam và USD. Từ đó cái đồng Việt Nam nó sẽ lại càng trở nên chắc chắn hơn so với đồng USD. Xưa nay thì chúng ta chỉ sợ Việt Nam mất giá, đúng không ạ? Thì gần đây thực tế trong 6 tháng qua thì tỷ giá của Việt Nam đồng lại còn tăng cơ. Đúng không ạ? Lại còn tăng cơ. Việt Nam đồng lại còn tăng giá một chút xíu cơ. Tất nhiên nó việc tăng giá nhiều là không thể, gần như không thể. Đúng không ạ? Không thể. Nhưng mà cái việc này cũng cho thấy là cái sự ổn định rất tốt. Và cái việc lạm phát ở Việt Nam thì chính phủ đang theo dõi rất sát, ngân hàng nhà nước rất sát, và họ sẽ bám sát từng tí. Nếu có dấu hiệu lạm phát thì họ có thể thắt chặt luôn cái vấn đề tín dụng cho các ngân hàng. Đó. Đầu năm chúng ta có thể thấy họ đưa ra một cái tăng trưởng tín dụng khá là thận trọng, đâu đó khoảng trung bình khoảng độ hơn 10% một chút thôi.
Và bây giờ họ mới lới cho một số ngân hàng. Lới cho một số ngân hàng khi họ thấy kinh tế cái tăng trưởng CPI nó không lớn, lạm phát không lớn thì áp lực lên cái mục tiêu của họ không lớn thì họ sẽ lới ra. Nếu mà quý sau vẫn tiếp tục ổn định thì tăng trưởng tín dụng sẽ tiếp tục. Và những cái ngân hàng được tăng trưởng tín dụng cao ấy thì kỳ vọng có một cái sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. Và có anh hỏi là nhiệt điện khí khó tăng trưởng phải không? Đúng rồi ạ, về nhiệt điện khí khó tăng trưởng. Về cơ bản là bây giờ nói chung là các nhà máy nhiệt điện họ đầu tư thì quy mô rất lớn, cả tỷ đô cơ. Để mà tăng trưởng thì cũng rất là khó. Ngoài ra khí của chúng ta, nếu mà khí chúng ta nhập khẩu thì giá rất là cao. Còn khí các mỏ khí trong nước thì mới cũng có mới thêm mỏ mới, nhưng mà mỏ cũ nó cũng dần hết. Thế thành ra cái việc hoạt động, ví dụ như nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 ấy, về cơ bản thường hoạt động với 80% xong 80-90% công suất thôi, cũng không nhiều. Thì cái nhiệt điện khí thì chúng tôi đánh giá không quá cao trong tương lai. Thì trên đây là cái nội dung của phục trao đổi về cái tình hình kinh tế vĩ mô, xã hội của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021, cũng như cái tác động đến thị trường chứng khoán và một số những cái trao đổi đánh giá dự báo về thị trường chứng khoán trong cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Thì xin chúc quý vị và các bạn đầu tư hiệu quả, và xin hẹn gặp lại vào các cái chương trình lần sau.